Anh ơi! Máy giặt Casper thế hệ mới EcoWash tiết kiệm bền bỉ 20 năm. Các bạn thân mến, đây là sân vận động Hòa Xuân ở thành phố Đà Nẵng. Chúng ta cùng đến với trận đấu ở vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nivos V-League 2023-2024. Cuộc đấu sức giữa hai câu lạc bộ Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Điều khiển trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định là trọng tài chính ông Nguyễn Mạnh Hải. Ở trận đấu này thì đội chủ nhà chơi với đội hình gồm có số 1 thủ môn Nguyễn Văn Công, số 3 Trần Ngọc Hiệp, số 5 Pierre Lamot, số 10 Mạch Ngọc Hà, số 12 Trần Hoàng Hưng, số 14 Iago, số 18 Võ Văn Toản, số 25 Lê Xuân Tú, số 30 Paulo Contrado, số 39 Hoàng Vũ Samson và số 66 Stephen Eze. Bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định ở trận đấu này họ chơi với đội hình gồm có số 91 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số 3 Marlon De Almeida, số 6 Đỗ Thanh Thịnh, số 9 Hà Đức Trinh, số 10 Leonardo Arthur, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 18 Nguyễn Văn Đức và ở hàng phòng ngự Adriano Smith đá ngay từ đầu để cùng với Marlon De Almeida. Chân sút đã có được 6 bàn thắng cho họ, bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Leo Arthur đã trúng đích đầu tiên trong trận đấu này của đội khách. Ở cự ly khoảng 20m trở lại, Leo Arthur thực sự là một nỗi đe dọa cho bất cứ một khung thành nào. Ở phía dưới của xếp hạng thì Khánh Hòa là đội đứng chót bảng. Pha tấn công khá nguy hiểm của cầu thủ Quảng Nam. Thất bay cho đội khách khi cú chạm bóng trên không của Steven Eze là không đủ tốt. Trong đó lớn tuổi nhất là Nghiêm Xuân Tú đã bước sang tuổi 36. Nguy hiểm! Thêm một pha bóng bổng nữa của cầu thủ áo xanh Quảng Nam. Người đã kết thúc là Paulo Conrado. Những pha bóng cố định, những tình huống ném biên của Quảng Nam hướng tới cái đầu của Stephen Eze, rồi sau đó là các pha bóng hai. Leo Arthur. Nguy hiểm! Văn Thành là người đã tiếp cận với thời cơ, chưa được bóng trúng đích. Trong khi đó thì những tình huống dứt điểm của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Pha phối hợp giữa Văn Thành và Leo Arthur. Hà Đức Trinh góc hẹp. Dứt điểm. Cú đá tốt của Leo Arthur, nhưng trong tiếng vừa rồi thì Văn Công đã chơi hết sức tập trung, đưa được trái bóng vào trong khuôn khổ khung thành của Quảng Nam. Đánh đầu. Chất lượng của pha kết thúc trong tiếng vừa rồi của Paulo Contrado cũng ở mức độ trung bình. Đã có những pha bóng bổng của Quảng Nam nhưng thêm một pha dứt điểm nguy hiểm nữa của cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định và đó là cú chạm bóng cuối cùng của Hà Đức Trinh. Và vừa rồi thì người đã nhả bóng hợp dứt điểm. Một pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ bên phía Quảng Nam. Paulo Conrado khoảng trống, cú đá căng nguy hiểm, đã có lỗi việt vị, có vẻ như đã có lỗi việt vị. Paulo Conrado bằng một động tác gạt bóng đã loại bỏ được Cao Văn Triền trước khi tung ra cú đá tương đối uy lực về phía khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Xuân Tú là người đã áp sát ở tình huống bóng hai. Đường chơi bóng của Đỗ Văn Thuận đánh đầu, pha chạm đầu của Marlon De Almeida. Nhịp chơi của đội khách nhìn chung cho đến lúc này vẫn đang được đặt. Cao Văn Triền. Góc trái là Leo Arthur. Chuyền ngang.
đặt lòng có thể nói là rất đáng tiếc, đó là pha bỏ lỡ cơ hội của Marlon de Almeida. Một cú vào bóng lòng chân của số 3 bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đã làm tuột mất một cơ hội. Một cơ hội phản công, Lê Xuân Tú. Đình Bắc. Cú sút của Đình Bắc. Và dứt điểm đầu tiên của Đình Bắc trong trận đấu này và bóng đã hướng tới đúng khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Xuân Tú nhả bóng. Đình Bắc. Không được. Pha tổ chức tốt của đội bóng áo xanh. Paulo Contrado đánh gọn rất hay. Xuân Tú. Contrado, Iago. Pierre Labot. 1-0 cho Quảng Nam. Bàn thắng tuyệt vời. Một tình huống bùng nổ của các cầu thủ áo xanh. Vì chỉ không lâu sau đó thì những pha kết nối của cầu thủ áo xanh đã trở nên mềm mại và số lượng tham gia cầu thủ tham gia của họ là đủ lớn để họ chiếm lĩnh được thế trận. Nhưng quan trọng nhất là tình huống ra chân của PL Lamot, đó rõ ràng là một tác phẩm. Đình Bắc. Iago. Cú thả bóng thuận lợi của Đình Bắc. Dứt điểm. Cú chạm bóng cuối cùng là không đủ xuất sắc. Vươn lên dẫn trước nhờ một tình huống áp đặt kết nối tốt ở trung lộ. Quảng Nam vào lúc này. Romario. Một cơ hội. Tỷ số là 1-0. Pha ghi bàn của Vũ Minh Tuấn, cầu thủ mới vào sân. Có Romario, cả Nghiêm Xuân Tú và cuối cùng là Vũ Minh Tuấn, những cầu thủ mới được thay người bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đã làm nên bàn thắng gỡ hòa lại. Bóng đá chạm người một cầu thủ của Maryland Quy Nhơn Bình Định trước khi đến với Vũ Minh Tuấn. Đó là đạp nguy hiểm. Iago đã đến rất gần với một bàn thắng. Những tình huống ném biên của Quảng Nam vẫn luôn rất đáng chú ý. Stephen Eze ở tình huống bóng 1 và ở tình huống bóng 2 là những điều rất khó lường cho các đội bóng đối thủ. Cú đá trúng đích của Minh Tuấn nhưng bóng nhẹ, không tạo ra được áp lực cho văn công của Đình Bắc. Stephen Eze, cú dứt điểm cuối cùng trong trận đấu này của Quảng Nam. Và bóng đó cũng đã khép lại trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-0. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.